chào quý vị và các bạn. Sau buổi sáng nắng gián đoạn, đến chiều nay mây dông lại kéo đến gây mưa cho Nam Bộ. Mưa xuất hiện rải rác, hầu hết là mưa rào nhẹ với độ phản hồi radar màu xanh. Cục bộ ở Tây Ninh, Bình Phước, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai có điểm mưa lượng khá, tương ứng với màu vàng cam trên ảnh radar. Khả năng mưa sẽ tiếp nối trong đêm nay và trưa chiều mai ở Nam Bộ. Trong đó, trưa chiều mai, mưa sẽ xảy ra trên diện rộng. Miền Đông sẽ có mưa to đến rất to. Đây cũng là khu vực cảnh báo nguy cơ cao nhất về dông lốc, sấm sét, gió giật mạnh nguy hiểm. Tại các đô thị lớn như là thành phố Hồ Chí Minh, ngoài gió giật, thì quý vị cần đề phòng cả nguy cơ ngập úng do mưa lớn dồn dập trong thời gian ngắn. Cả 3 ngày tới, ở thành phố Hồ Chí Minh đều có nguy cơ ngập cao vì đều có mưa lớn, thậm chí là thứ 2 và thứ 3 mưa xảy ra bất chợt trong ngày. Mưa nhiều nên nhiệt độ ngày mai ở Nam Bộ đều khá vừa phải, dễ chịu. Nhiệt độ khắp các thành phố trong khoảng từ 30 đến 32 độ. Chỉ riêng có Tân An là sắp xỉ 33 độ. Trên biển, huyện đảo Hoàng Sa ngày mai trời nắng, gió cấp 4. Còn huyện đảo Trường Sa vẫn cảnh báo mưa dông, tiềm ẩn lốc xoáy, gió giật mạnh.